Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ mời. Ở video này thì đây là bot 23, Khải sẽ trình bày bot nè. Anh em xem thì ủng hộ like chia sẻ nha. Nói chung là trên kênh cũng có khá là nhiều cái comment trái chiều, ví dụ như là tại sao bói đồ sao chậm vậy? Có người lại bói đồ sao nhanh vậy? Khải bói từ từ thì anh em cũng nói thôi, lần này Khải sẽ bói chung chung nha. Nói chung lần này Khải bói chung chung. Ví dụ như không được Khải vứt luôn cho anh nhanh. Còn anh em nào mà xem cảm thấy mà nó nhanh quá thì anh em thông cảm nha. Tại vì xưa giờ Khải vẫn cứ bói kiểu là có là Khải vứt nhanh lắm. Nhiều anh em không thích đó. Nhiều anh em không thích trên kênh cứ bảo là tại sao bói nhanh quá. Người xem không xem kịp. Lúc Khải bói chậm thì anh em cũng nói là thôi. Bây giờ thì Khải cứ không được gì là Khải vứt luôn cho nó lẹ nè. Không được đồ gì là Khải vứt luôn cho nó nhanh. Chiều nhiều anh em bảo chậm nhanh gì đó thôi, anh em cứ thông cảm nha. Khải sẽ bói theo kiểu của Khải, nhanh gọn. Rồi, mấy cái này dư Khải mở mấy cái này trước. Thật ra Khải mở mấy cái khó trước nè. Đợi chút. Khải mở mấy cái khó trước nè. Đấy nha. Rồi. Tới đây nè. Rồi tới nha. Ra mở thêm mấy cái nữa. Lâm tiền nè. 24. Một cái như là 30 vạn nha nè. Hello anh em nha, hết mọi người nha. Hello anh em nha. Hello Tướng Lê Anh. Hello Lê Tướng Anh, hello anh em. Em thả mấy con chỗ này nữa. Đó, làm hết lên nè. Rồi. Rồi vô. Đập đi theo tao chi vậy? Rồi cô tí ơi, vô tao lại nè em ơi. Vô tao lại đánh được chưa? Vô tao lại nè. Em tới đâu? Đây. Mấy con nhiều vậy? Rồi anh thắng lần nhiều lắm. Uống đi. Thoải mái đi. Rồi. Rồi đánh đi nè mày, được rồi, đánh đi. Đánh đi. Đến nên đường nằm đọc vô bùa nữa rồi. Hello anh em nha, hello anh em nha. Khải đi đi vứt cây đa đa đây. Mua vứt cho con nằm đọc cái này nè. Tao Khải em dùng. Hồi chiều trả lời câu hỏi em phải đánh boss. Rồi, bem anh em ơi. Anh em đang xem này ủng hộ ngay và liền một like chia sẻ ủng hộ Khải nha anh em. Đó, Khải xuống ngựa luôn cho nó không bị chật chỗ. Rồi, thì đứng anh chờ. Anh like ở trong Discord được không anh? Anh like trên YouTube em ơi, ủng hộ anh thì lên YouTube được em ơi. Ủng hộ YouTube lên YouTube đi. Rồi, đợi anh đang mới cánh đợi tí. Làm phơi dẫn đó là đợi chút. Năm động nó mới bị ngáo nó ra bên kia mất. Đứng đợi thôi, đứng đợi cái đám đi. Rồi. Đã bây giờ thì chưa lên bùa anh em. Đó xuống ngựa. Trong cái góc này thì anh em xem khả thì quá quen thuộc rồi nè. Quá quen thuộc rồi. Rồi. Bùa ngay thôi. Đăng cừu sát ngày 10 em. Đăng cừu sát ngày 10 rồi. Ok. Dứt. Rồi giờ mới lên đam này nè. Đấy không có bút gì cả. Quỷ đi đâu rồi nhỉ? Đó anh em thấy không? Đủ xanh lên đam lên 30-40k liền. Rồi anh em đang xem thì ủng hộ một like nha anh em ơi. Có gì hết chưa? À chưa anh em ơi, vẫn chưa gì hết cả. Mới đánh mà anh em. Thả tiếp. Nó chưa vào, nó biết bên dưới bên nào. Nhật độ. Đang bực. Nhật độ. Thằng đứng ở thành mà hỏi đi bên nào mà đánh dưới đi. Để ý nữa. Ôi sao nó nhặt đồ ta, bị lắc. Được nha. Auto mình đỡ nhặt đồ trong thành mà nóng nhặt anh em. Lạ thiệt chứ. Rồi ok, tiếp đi em ơi. Rồi em sao đứng im chỗ rồi, chính nó lên tí. Đây, bó này nè em ơi. Đồ, trong này gia truyền khá nhiều ấy. Hả?
Ok, 11 giờ 11 giờ 15 phút cách. Ok. Bói này em ơi. Shop này. Đến bài là 17. Shop này. Shop này. Shop này. Này là bói nhanh này, anh em đừng bảo sao bói nhanh anh em. Nhiều khi thầy bói nhanh anh em nói chậm. Đủ bên sắc nội công 108 dòng 6 vãi liền. Cái kích. Dây chiếc 120 đủ. Nhận. Rap. Rap. Trời nhận cái ngồi thấp vậy. Shop auto. Toàn đồ gia tổ thôi em ơi. Sinh lực lực chón không thấy đâu. Shop. Shop. Số trời gia chiến lựa chọn 40 không kháng cả ông bằng số hai số đó. Giờ tôi bói nhanh nhanh hơn tí rồi đấy. Anh em vô kêu sao bói nhanh nữa đi, tôi thua luôn. Rồi thả tiếp anh em ơi, anh em đang xem ủng hộ like chia sẻ anh em ơi. Đó tụi này đánh nhanh nha anh em, đi đâu mở được là sao anh. Chỉ là 40, vấn này gia tổ thôi, không có gì cả. Số sinh lực lực số. Số vấn này gia tổ này em ơi. Số sức mạnh. Số ai chút đồ không, ai chút đồ lâm số hấp luôn rồi. Ban máy này nó đâu ra đồ xịn sao. Đồ u xanh ra toàn đồ cùi bắp không. Số hấp luôn. Rồi cái kết này nè mày, đừng quay kết này. Đậu cái kết này thì cũng si đa thôi, không có gì cả. Ok. Anh em đang xem ủng hộ mạnh nha. Hiện tại mới có đánh khoảng 20 con thôi anh em ơi. Còn khoảng 30 con nữa anh em. Mới 15 con thôi, còn bên trong là 5 con nữa. Đồ có nhận khăn hỏi làm chó 40 nữa, vô tiền luôn anh em. Hello anh em nha, hello Vũ Huyên. Hello tất cả mọi người. Đó, đứng xem thôi. Đó, anh em thấy không? Độ góc này anh em thấy không? Đánh 4, 5, 70k không. Thấy người chơi cũng đánh nhưng mà cứ 10k, 12k thấy thảm luôn. Rồi, một cây vũ khí. Rồi, nhiều anh em bảo là tại sao đánh boss xong không bói liền luôn mà phải đợi một rương mới bói. À đây tiền này, em tiền này. Ok. Rồi từ đến lưu ra. Được chưa, được góc chưa? Rồi thả đây, được góc rồi. Được góc rồi. Không có gì. Nói chung đánh nhanh thôi cô tí. Tầm này thì anh em mình đánh chắc khoảng nửa tiếng xong. Hai nhận. À, đây anh em, quên cho anh em xem bộ may mắn. Đây, hiện tại đang bộ may mắn như thường lệ thì 5 nè, 6, 11 nè, 5 nữa là 16 nè, 21 nè, bộ may mắn 21 dòng 1. Đó. Thả rồi đây. Ừ, ok. Rồi, có gì bờ không? Rồi, bó tiếp này anh em ơi. 200 anh em đang xem này, 200 anh em đang xem này, nói thiệt anh em này. Anh em có ủng hộ Khải nhiệt tình á, anh em cho Khải một đăng ký kênh, nhấn vào chuông nha anh em. Rồi cái gì ủng hộ mạnh đi, rồi sau này có đánh nữa Khải sẽ thông báo anh em trên kênh, em sẽ biết. Còn anh em mà không đăng ký kênh thì lâu lâu mới xem thì cảm giác anh em không có xem được thường xuyên được lần bài bot từ kênh Khải đâu. 336. Lần này thì boss sẽ nhanh hơn chứ không phải như mấy lần trước. Ôi, đừng có nhắn 2520, trời ơi, đậu xanh 2520 kháng banh rồi nè. Được. Để xem anh ơi, phòng mấy, kháng băng phòng mấy. Đồ nhắn này mà nghĩ sao kêu cho em, đồ anh biết. Ừ, em kêu không, ừ, bán rẻ. Để bán, ừ, ừ thì em kêu cho em. Em bảo để cho em, ừ. Kháng băng phòng mấy anh. Nói nhanh sao mà nhanh đâu. Nói nhanh ông bảo là để cho em, nhưng mà để ông mua. À, thật là nói rồi ok, từ từ cứ bình tĩnh. Đây cho em canh bang xem. Nhẫn này là đẹp rồi. Đó. Tỉnh táo đúng mà không tỉnh táo xíu nào. Đó, nói từ từ thôi. Đồ ai nó dành từ từ bình tĩnh. Đây nè.
Đã mở thêm mấy cái đồ nữa này. Đó. Hello anh em nha, anh em đang xem thì cho Khải một like em ơi. Đừng quên nhấn chia sẻ video này mạnh nha anh em. Đừng quên nhấn chia sẻ video này mạnh nha. Và video này Khải sẽ up ngược lại trên kênh nha anh em. Đỡ làm cái video up lại trên kênh. Anh em nào chưa xem thì có thể xem lại ủng hộ nha. Sao em? Vũ khí. Em đi qua châu nhận phát mất 10 điểm máu anh em đặt. Dây chuyền. Trời ơi, đồ hóa toàn một dòng luôn em. Auto một luôn. Thằng Phát đi đâu cũng còn phát được chứ, giờ anh Phát đi chữ người mệt. Má cái này không có kháng tất cả, buồn nha. Cái này đẹp này, không có kháng tất cả này. Shop luôn đi. Được nhận kháng banh nè. À, dậy ông Phát thằng trưởng á. Bùa này. Đánh cho mình không sợ nữa. Công nhận nó sốc thiệt hơn. Nó bị lag rồi, cái con viên nó bị lag rồi. Cái con Thúy Yên nó đang đánh cái con bên trong đó nè. Mà con bên trong bị lag rồi, không có bùa, hơi lâu. Đợi đánh quýnh con trong đi. Con trong con Duy nó bị dính rồi. Không bù được luôn, con trong không bù được luôn. Vãi thiệt. Cho con cho đấy ra, cho con Thúy Yên đi lùi ra. Thúy Yên trong 10 đam. Con nó tự đi ra. Đang quýnh con kia mà nó bị sao nè. Nó có 4-5k thôi, nó không dính đam được. Nó bị dính rồi. Thôi cố gắng nè. Nó bị dính rồi. Con quỷ kia nó bị dính rồi. Ờ, em đang định em kéo nhẹ nhẹ ra bên này. Cái con kia này dính rồi. Buồn không được luôn mà. Sao mà đánh được. Cố gắng đi. Thôi đợi sự mất này xong hả. Sự mất con đam mặc định này trước. Xong đi tí rồi. Xong sự con kia sau cho nó gọn em ơi. Hello anh em nha. Hello Lê Trung nha. Ừ cái vừa rồi mà kháng hỏi cũng ngon. Cắn banh cũng được nè. Lấy chút nữa nè. Cái con thổ kia nó dính rồi. Rồi anh mày ăn quán này xong rồi dứt con thổ kia đi em ơi. Con thổ kia mày dính chết tường quá. Không ăn được luôn. Rồi làm đồ. Anh em 200 anh em đang xem ủng hộ Khải một like chia sẻ chơi em ơi. Anh em nào chưa nhấn nút đăng ký thì nhấn nút đăng ký và nhấn chuông nha em. Để theo dõi những buổi livestream từ kênh Khải nha. Cũng như là mày bot nha. Đồ con này được. Họ được có dây chuyền. Dây chuyền của một bao tay. Ôi sao có con ác nhân gà mờ cái nó đứng vô kia vậy. Đồ má bị sao vậy ta. Hai con đó dây thả bị sao rồi. Dính tè le vào kia. Hai con luôn. Cố gắng đam con thổ này chết đi em ơi, xong dứt từng con này. Nó bị. Đương nhiên anh kéo con người mươi này coi. Dịch rồi, dịch rồi. Dính hai con này. À, có vẻ dính đam hai con á. Mà bùa không dính em ơi. Bùa không dính được, sát quá không dính được. Con kia nó sát tường quá. Sau đó thả bị dính rồi. Duy thả dính hai con kia rồi. Không đánh được. Nó đó giờ mà. Con kia nó bị dính rồi. Nó khai bói này em xem. Tay 120. Nó 20. Rồi. Rồi. Nó bị chết này. Khải đi xuống xíu dưới này. Thả thêm dưới này. Ok. Dưới này được rồi. Rồi góc đó là dính đẹp rồi. Rồi nhặt đồ. Xong rồi em nhấc xuống xíu em quýnh có thời dính luôn dưới luôn anh tí rồi. Anh bùa được hết luôn mà. Chết chưa, con đó chết chưa. Đủ chết rồi mà không có đồ luôn. Ừ, vãi lên đậu xanh.
đã đánh lâu và mít không có đồ luôn nè, không có món đồ trong người luôn, vãi thiệt. Rồi con này lần đam ấy. Cái hạt của anh thức thì để em đổ cho anh, phải có ở đấy có cái tiếng cái kia với đường khi mày sang nó bị xuống mà cho anh đổ ngoài đó đi. Con đó bị mít. Hello anh em nha. Một ca vạn á, một ca vạn là ở server này, một ca vạn khoảng 120.000 anh em ơi. 120.000 Việt Nam đồng. Anh em. Đây đây đây, món này thì lúc nãy khả soi rồi, được cái nhẫn kháng băng 25, sinh lực nội lực thời gian độc 20. Nhẫn 19. Ngọc bội quân gia chiến 140. Ngọc bội sắc lâu 20. Và vũ khí bằng sắc nào công 100. Cái này chắc sốt rồi, cái này không ai mua anh em, si đá. Để cho anh em chim ngưỡng, nhưng còn cái này không bán được rồi. Cái kích quá cùi. Ai 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 còn số đấu bài không ta? Đi đổi giùm khả một cái đi anh em. Có rồi, anh có nè. Qua qua đây, qua đây, anh đưa cho Su đi đổi này, Linh ơi, đổi giùm anh đi. Em ném cho anh đổi, tại em đang đi cái kia. Lóc ạ này. Hử? Không ra mấy đồ ngon vậy. Chưa, đồ ngon đâu ra, chưa có món nào luôn mà. Anh, cái con tiền trang nó mở ra đéo có tốc độ đánh. đồ, bây giờ tính ra mình vẫn ngon. Con tiền trang mở ra kiếm không có tốc độ đánh kìa. Đồ quá, nhỏ nha. Cũng mắt ọp luôn hả? Mắt ọp mà không có tốc độ đánh. Bói anh em ơi. Bay lên hiền anh em ơi, bay lên hiền chỗ anh này đang đánh. Lắc đâu mà lắc anh. Mà đó vũ khí mắt ọp mà là xong có tóc, ít nhất phải có tóc chứ. Vớt ra này, vớt xuống. Rồi ok. Ok ok. Số đó bài đúng không? Cái kia là cái gì tí? Số khen thưởng đúng không? Ok ok. Thả tiếp rồi anh em ơi. Nãy giờ hơn 20 cái rồi ấy, mà chưa có gì nha. Một cái đao, một cái. Gì nhanh vậy? Cái kia 20 phút à? Cái số khen thưởng này hả? Ok ok. Rồi. Hai cái đó được 30 điểm. Rồi đỡ anh đi đổi cái kia cho cô tí nữa là xong nha. Đúng không? Em biết mà. Ok ok. Ok thiếu. Từ, em cứ đánh đi. Đây bùa đây. Đi đổi cho em, anh giao dịch em cái này là 20 phút đúng không? Wow. Hết giờ rồi. Thái mua chiến cổ rồi mua anh em nha. Nơi mở ra đúng không có tóc anh ơi. Thằng tiên trang mở ra không có tóc đúng rồi. Mắt óp mà không có tóc. Thì em nói rồi mà anh hên, em nói anh hên rồi mà. Đây. Có tí bật giao dịch nè em ơi. Rồi cũng ra đảo giống tao thôi. Chúng tôi thôi. Hello Chí Nghiện nha. Hôm qua Chí Nghiện ra đảo rồi, giao dịch em ơi. Nói của anh là đẹp quá đẹp. Dịch. Mới bị em tiền trang này nó nói rồi, má mẫu. Mới bắn 20 nè. Đang chuyển ra đề kìa. Ôi đồ con này sao giống bị lắc không bút được người ta. Chửi cái gì, đang doom thôi mà, mắc ọp. À được rồi, được rồi. Đang hên xui. Đúng rồi, đang đông mắc ọp, không có thể ra tóc. Đúng rồi, chưa chắc là ra tóc mà. Nói rồi mà, giống như mình test đó, xong vừa test đó, mình mới ra một đống. Rồi, quýt đi em ơi. Nhiều món nó không có tóc mà. Ê, cũng chửi ra đề rồi chịu. Ừ, chứ đâu phải thì phải cái tóc. Rồi, khui này. Nói chung là đúng rồi, đúng theo đó rồi. Khui đồ này em ơi. Cuốn sổ đã vứt anh em ơi, cuốn sổ phải đi ép, hãy dư rồi. Cái đó là sổ đấu bài, hãy có rồi. Quang bà cương cho những rồi. Bình. Nhẫn. Đủ mà chập nữa, lòng quẹ. Đồ, má, 2-3 cho truyền thổ mà không có kháng cả nè. Buồn gơ gốm. 2-3 cho truyền thổ luôn nè, không có kháng cả. Rồi, nhẹ. Ôi, bơ tơ tí ơi, vô bơ tơ. Vô bơ tơ đi. Rồi, tiếp tục mở bát tiếp anh em ơi. Mở tiếp. Rồi, bói. Xem con nào bói con đáy này.
Trời ơi, tổng số, tổng số. Ông yêu này mấy hôm nay tối nay cũng lên trước nhá, các bạn trước đó. Tổng số anh em ơi. Chúc bạn. Không, thằng bút được bùa không cần chướng luôn một tí, 50k không á. Không cần chướng luôn. Anh trước bác chủ Lâm vào tụi kia mà. 50k không. Có chat được không? Có chat được không? 250 anh em đang xem ủng hộ khá một like nha anh em. Đủ cố gắng dìa bờ các anh em ơi. Này bắt 23 rồi. Bắt 21 âm 2 cũng ổn ổn. Tăng gì? Tăng có biết. Trời ơi, tăng ngày không? Sốt luôn. Thả một lần hết luôn, đã đúng chứ nhờ. Không đi ạ, toàn bị nhờ đi. Đi đổi tên cũng nhờ. Phát nháo rồi. Đúng mà có biết tăng mấy điểm vào côn không? Một điểm ạ. Một điểm côn, một điểm tay ạ. Một điểm đi anh được 3 rồi. Ủa gì vậy? Ôi chà chà. Em đăng được đó. Em đăng này em. Em đăng được nó đúng rồi đó anh. Đăng đúng rồi đó. Mô mà này phí quá thằng lá kia nói. Nó phí quá. Nó lấy cái chính xác thì anh cứ gọi. Làm đi em ơi, tiếp tục. Cái nịt rồi hả? Chưa anh em ơi, còn nhiều. Còn 25 con nữa. Nãy giờ 20 mấy con rồi, chưa có gì nè. Nãy 2 mấy con rồi. Trời ơi, vũ khí độc sắc 25. Có chứ, anh thả chèn mà em. Thả chèn mà, có chứ. Cái gì? Số đó bài á? Số khen thưởng chứ. Số khen thưởng anh cánh rồi mà. Nãy em nói 20 phút hết cánh rồi. 80 thì anh mang cánh rồi. Chủ yếu thiên sơ trên người em còn hay không chứ còn đây cánh mà gọi là đồ anh ngon. Cánh này lâu lâu cánh thiên sơ thì nó có chưa? Đồ kiểu này chụp fit rồi anh em ơi. Đánh nãy giờ chua dữ ta. Còn 40 chậm bất đi. Và từ khi mà đánh chụp tầm 80 chậm 48 thì đẹp. Thiếu Lâm phải 80 chậm 40 chón là được. 40 chậm 40 chậm. Bây giờ nó hơi nhiễm. Cần một món. Hoặc đi ra 2 món. Đi ra 2 món thì nó hơi nhớ cỡ. Rồi nhận đồ rồi nè. Chết lại hết luôn mà. Trời ơi, chết ba con gì đồ gì. Ít dữ ta. Sốt nè. Sốt nè. Trời ơi. Được một cái nhẫn các bạn 25. Lời dạng dũng động. Trời ơi toàn sốt rồi anh em ơi. Bây giờ biết gì phải kẹp, bây giờ biết gì lại kẹp món gì nhá. Giờ chiền mộc. Đây chiền mộc. Kẹp cái nhẫn, đồ mộc là đúng rồi, kẹp cả cái nhẫn băng. Nhẫn 20 mộc nữa. Rồi còn có 15 cái nữa thôi anh em ơi. Đủ đúng rồi, này, lần này ra đảo đúng nhanh luôn. Hả? Cho vô, anh cho vô đâu mà, anh gửi Discord cho mà. Cho một cái kết thôi mà. Kết gì? Bài đi nhanh lên tập trước à? Tập này đi nhanh lên tập trước em ơi. Anh trước coi cái tên đầu tiên này. Có người một cái tên. Đó, anh ngái lâu đài, anh đứng đó, anh đứng đó. Đã chết rồi. Nó dám tên là thức ngáo. Vã anh phát. Coi tên được chưa? Thức ngáo hả? Tiếp tục, tiếp tục. Rồi, bó anh em ơi. Xuống đảo luôn, không cho cơ hội đảo. Ui, em ơi, đảo thì tinh rồi rẻ mà. Số 530, gia tẩu. Trời ơi, đồ họ đúng một dòng một, vãi nồi. Rồi, ok, đai lưng, vũ khí. Dây. Ok. Hả? Anh trước nói gì? Chạy chạy em. Hả? Độc sắc 23. Sắc thương đồ. Trời ơi, sắc thương 5. À cái dòng khăn độc. Ôi. Không có tốc độ đánh đồ cây dữ ta. Anh em.
Đâu, anh em xem này. Má, à, phải lấy luôn. Trời ơi, không tóc đủ đánh luôn nè em ơi. Đủ canh dữ ta. Xốp, 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 cũng được cái nào luôn. Xốp hết. Xốp hết nè em ơi. Cái kia kháng độc cao. Ừ, cái kháng độc cao độ 25, 24 đủ phần kháng như vui. Như đâu không à. Ai còn hồng mộng này, ra lại bù cái hồng mộng. Kháng cả 18 đồ, kháng lôi 18 thôi. Xốp rồi nè em ơi. Xốp nè. Kháng độc 24 đồ. Cái này đẹp gơ luôn, không có tóc, trời ơi, thêm tóc 20 tôi vô bờ rồi. Má, à, vẫn tiếc cái này gơ luôn nè. Xin thêm chỉ thêm 30 luôn đi. À, 20 đây, đủ xin từ hầu server kia tới server này chưa có luôn này, đừng nói mà 20 chưa có nữa, nói về 30. À, đẹp thiệt chứ, em xem này. Má, thêm một tóc 20 là đẹp rồi. Cây. Cây gớm. Mua cái lón đấy kìa. Tầm 10 cái nữa thôi em ơi. 10 là bài boss nữa em ơi. Hôm nay ra đảo nhanh luôn em ơi. Biết sao không? Khải Khải boss nhanh nè. Khải boss nhanh rồi, đánh nhanh nữa, nhanh. Bố tử quá, ok ok. Thiên Sơn đi em ơi. Thời gian 20, phải ơi. Đồng 2 14. Ông phải 23 đồng 3. Mua cái ý về thì đi xếp được cốt ngon luôn. Phải ơi, quả kinh dẫn có khoai không mất cho chân phái kìa. Dạ. Ê, mười mấy kim rồi, mười mấy kim. Em không biết nhưng mà mua cái làm gì được. Em không. Nhỏ quá, nhỏ quá. Nó đòi 19 kim thì sao? Đổi cây vũ khí khác vòng Phụng Nguyễn Văn ơi. Đổi ra cây vũ khí khác là được mà. Server này có hoán đổi vũ khí nha. À, thắc mắc của anh em này, thắc mắc của anh em này. Tại sao hôm trước ở cái cây sông đao lại cần tóc để làm gì? Thì ok. Thì ở server của Khải á thì được hoán binh từ vũ khí này sang vũ khí khác nha. Nên là chỉ cần thêm dòng tóc thôi là Khải vô bờ nè. Tại vì hóng binh có 500 xu à. Khả thời hóng binh từ cái này sang cái khác đó. Giả là anh Phùng Nguyễn Văn chưa xem cái thành tích em hóng binh 45 lần rồi. Giả là không biết rồi. Không biết server này có hóng binh rồi. Server này có hóng binh vũ khí nha anh. Có hóng binh vũ khí nha. Đi cái này ông mua cái đai 520 phải đủ đấy. Phải nhấn 40 đủ mốc 80. Đi cái bao tay kháng 40. Mình đánh riết không có gì luôn em. Xong đi cái dây mộc xong. Hôm bữa nè em, hôm bữa cũng ban mình nè, cũng rớt cái coi sông đao. Tóc 30, sát thương 39, bán được 8 triệu. Đó. Y xì cái này luôn. Tóc thêm 30 bán được 8 triệu đó. Quân đầy, tặng quân đầy đó. Cùng set này luôn. Kháng quả 15 cho 40 kìa. Cùng set này luôn. Đâu rồi. Set 21 cho mấy. Hên xui à. Bán được 8 triệu đó. Không, kẹp phần tâm một cái lối sắt cũng được. Được thoát nó lên lật tay gì thôi. Gần quá 200 lực tay, võ đang mà 200 lực tay nó khác biệt mà. Một vấn đề lớn. Ông đeo một cái chi phong mà lên được có hơn 300 lực tay. Rồi, bị ra đảo nè mày, đủ ra đảo nhanh quá. Chiêu của đảo nó tới 4 phút rồi mà. Nên là mình đi cái đam này ngon. Trời ơi, đồ. Hai mình thua nè mày. Toàn rác. Toàn rác. Đúng rồi, rất đời những giá trị, đúng rồi, chỉ ai may mắn thôi nè. Ai thật sự may mắn thì mới được đồ VIP thôi, chứ còn thiệt. Mình chưa bao giờ sang được đồ VIP mà bán có giá cao cả. Toàn là ra đảo thôi. Oh, 2 cây vũ khí, 1 cây dây chuyền nha. 2 cây vũ khí, 1 cây dây chuyền nha. Rồi, anh em đang xem trong một live chia sẻ mạnh em ơi. Hết rồi, hết boss rồi. Một rương được rẹt luôn nè. Cánh full may mắn luôn nè. Thiên Sơn, Quá Tử. Rồi may mắn 10% từ sổ đầu bài. May mắn 10% từ sổ khen thưởng. Rồi 30 điểm Quá Tử, 20 điểm Thiên Sơn. Trời ơi, còn cái trăm điểm mà không thua. Còn đi chiến, đi chiến thì phải đi đồ chiến hẳn. Đi chiến mà đi đồ kháng thì cứ đi và làm cái bi rồi. Tránh doanh à? Còn con cuối cùng. Bó này mày hết luôn rồi. Trời, họ đúng một giờ. Ứng nó có phòng thủ với em. Không phòng thủ anh ấy ngổ. Chú Lâm mặc đồ kháng thì vào làm bao cát. Rồi, xấu dòng hợp thủ không có gì luôn. À, tiếc, vẫn tiếc cái chì nè. Rồi, sốt. Rồi, hôm nay ra đảo đúng nhanh luôn nè. Đồ một rương không có gì luôn trời. Ôi. Hết rồi. Nhanh kinh hồn luôn.
Rồi xong, ra đảo. Ra đảo, đậu xanh. Thế thì tự nhiên lại phải đi cái tiêu chuẩn kim. Ra đảo này mày, đây. À, hết rừng thì tính là ra đảo rồi. Lộ sắp mặt. Được một cái nhẫn thôi em, được một cái nhẫn thôi. Mỗi nhẫn thôi. Lần tới đánh khỏi cần gì hết. Không cần xem bán xem thế nào. Ok. Xa bờ luôn, quá xa luôn, 24 rồi. Top 30 mà sát thương 45 mà. Bèo bèo phải 10 triệu đó, Ken vị trí trần ơi. Hôm trước này cái ca xong đao thằng em mình lông đẹp trai này, ạc này nó sang ra luôn này, top 30. Sát thương 39 và kèm theo mấy chục phần trăm sát thương nữa. Nó bán 8 triệu á anh em. Cái này cũng vậy này, tương đối này, thiếu cái dòng tóc. Thiếu dòng tóc anh em. Trời đen gơ gớm. Em đi xa quá, em đi xa luôn nhé. Đậu chất thiệt. Thôi ok. Ta cái bát 23 ở đây thì khá tạm dừng ở đây thôi. Rương này cũng ra đảo rồi, không có gì. Đây cho anh em xem. Cái này shop này, chả có gì cả. Cái này cũng shop thôi. Được mỗi cái nhẫn này là có giá trị nhất thôi, còn chả có món nào mà được bán được tiền nữa nè. Cái kiếm 15 40 nó đang 10 kg. Chả có cái nào bán được tiền. Tầm 4 5 kg mà. Ngập bội này cái 100 xu, 200 xu. Thảm độ. Thôi, anh em xem thì đừng quên ủng hộ Bát 23 này một like chia sẻ cho nha anh em ơi. Ủng hộ mạnh đi rồi Khải tiếp tục lên rương mới nè. Đó. Và video này Khải sẽ up ngược lại trên kênh nha. Anh em nào chưa xem thì có thể xem lại nha. Còn em nào xem rồi thì cũng có thể ghé và cho Khải một like, một chia sẻ ủng hộ nha anh em.